Yeah.
đồng tiền nhỏ của bà quá. Luca chương 21 từ câu 1 đến câu 4. Ngước mắt lên nhìn, Đức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Luca là văn sĩ tuyệt vời viết về sự hiền dịu của Đức Kitô. Những thánh nhân cũng là người nhấn mạnh đến sự đòi hỏi. Thầy Giêsu đòi ai muốn theo Ngài phải từ bỏ tất cả. Các môn đệ đầu tiên như Simon, Gioan, Giacôbê và Lêvi đều là những người đã bỏ tất cả để theo Thầy. Bà quá nghèo trong tin mừng hôm nay cũng là người đã bỏ vào thùng tiền tất cả những gì bà có để sinh sống. Tất cả và trọn vẹn chính là điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người. Yêu Ngài bằng tất cả trái tim và tất cả sức lực của mình, đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Có thể tự hỏi, nếu bà quá nghèo dâng cho đền thờ tất cả số tiền nhỏ nhoi còn lại, thì ngày mai bà sống bằng gì? Bà có phải là người bị đầu độc và bóc lột bởi các kinh sư không? Vì đã có những kinh sư nuốt chửng nhà của các bà quá. Đức Giêsu có coi bà quá này như một tấm gương cho ta không? Khi ngồi nhìn người ta dâng cúng tiền cho đền thờ, Đức Giêsu thấy người giàu bỏ tiền, có khi là những món tiền lớn, nhưng Ngài cũng thấy một bà quá nghèo bỏ tiền vào thùng, một món tiền rất nhỏ, bằng đơn vị tiền nhỏ nhất. Ngài nói cho các môn đệ nghe về cách đánh giá của Ngài, cũng là cách đánh giá của Thiên Chúa. Bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn những người giàu. Vì các môn đệ có thể bị ngỡ ngàng, nên Ngài giải thích cho họ: người giàu bỏ vào từ sự dư thừa của họ, còn bà quá bỏ vào từ sự túng thiếu của bà. Cho đi một điều đụng chạm đến cuộc sống của mình thì khó hơn gấp bội, vì mình phải gánh chịu hậu quả ngay lập tức. Bà quá ở Sarepta chắc chắn đã gặp khó khăn. Khi ngôn sứ Elia xin bà làm cho ông một cái bánh nhỏ trước đã, rồi sau đó mới làm cho bà và con bà. Bà đã dám vâng lời dù đang túng thiếu, dù nhà chỉ còn một nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Cái chết đang đến với mẹ con bà, vậy mà bà đã dám chia sẻ. Chia sẻ của hai bà quá trên đây nằm trong những tình huống tự như không thể chia sẻ được, vì chẳng có gì để chia sẻ.
chia sẻ cho Chúa hay cho tha nhân lúc ấy thật là quý biết bao, vì nó đòi ta ném mình vào sự mất an toàn và đồng thời ném mình vào vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Mọi tính toán kiểu con người biến mất để nhường chỗ cho lòng quảng đại vô bờ. Chắc chắn Thiên Chúa chẳng để cho bà quá nghèo phải chết đói, hũ bột không cạn và bình dầu không phơi vẫn là quà tặng Thiên Chúa ban cho bất cứ ai trao đi tất cả đời mình. Vì trao đi mà sau đó mình không thấy thiếu thì không thật là cho đi. Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa, tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.